Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Chuyên gia tạo mẫu tóc hé lộ số lần Jenny và Rose tẩy tóc để có mái tóc hoàn hảo. Hợp tác với BTS nhưng hãng đồ ăn nhanh này lại lấy nhầm ảnh nhóm nhạc khác để in poster. BTS khởi động chuỗi chương trình hòa nhạc mùa hè Good Morning America năm 2021. NCT Dream giành chiến thắng với số điểm cao vút tại Music Bank. Taeyeon SNSD nhảy cùng đàn MS3 ra mắt sau tận 13 năm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nhà tạo mẫu tóc tiết lộ số lần Jenny và Rose tẩy tóc để có mái tóc hoàn hảo. Người hâm mộ thường quen với hình ảnh những thần tượng K-pop xuất hiện với mái tóc màu sáng rực. Ít ai biết được idol phải trải qua quá trình làm tóc gian nan như thế nào. Tiết lộ của người trong ngành về màu tóc sáng của Jenny và Rose khiến người hâm mộ nghe xong cũng cảm thấy xót xa thay. Mới đây, Sasha Sam, chuyên gia tạo mẫu tóc và cũng là người thực hiện kiểu tóc e-curl cho Jenny, đã tiết lộ về quá trình nhuộm tóc khó nhằn này. Chuyên gia cho biết, phải mất 18 tiếng để hoàn thành việc nhuộm mái cho Jenny, bởi lẽ Jenny trước này đều để tóc màu tối, việc nhuộm màu sáng trở nên khó khăn hơn hẳn. Tóc mái của Jenny mất 2 ngày để tẩy, dưỡng, thêm các bước xử lý tổng cộng 18 tiếng. Lặp đi lặp lại như vậy, chiếc mái iconic của main rapper nhà Blackpink cũng có kết quả như mong đợi. Nhà tạo mẫu tóc cũng tiết lộ thêm về những lần Rose để tóc màu sáng càng khó khăn hơn thế nào. Để duy trì mái tóc hoàn hảo, màu tóc sáng đều, Rose phải thực hiện tẩy tóc 3 lần một tuần. Thông tin này khiến người hâm mộ cảm thấy rất bất ngờ và khá sốc. Giọng ca chính của Blackpink vốn nổi danh là thần tượng thường xuyên đổi màu tóc và luôn nhuộm những màu sáng. Tóc bạch kim là màu sắc giúp nhan sắc của Rose thăng hạng hơn bao giờ hết. Hóa ra để xây dựng hình tượng tiên tử tóc vàng, nữ idol phải chấp nhận tẩy tóc nhiều lần như vậy. Thông tin về việc Jenny và Rose phải tẩy tóc nhiều lần để có được màu tóc hoàn hảo khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa. Việc tẩy tóc và nhuộm tóc màu sáng vốn không tốt cho da đầu lẫn sức khỏe vì đó là các hóa chất. Đặc biệt với Rose, nữ idol luôn chuộng những màu tóc khó lên tông. Không ít fan hy vọng rằng Rose sẽ có thời gian trở về mái tóc tối, ít nhuộm hơn, tránh làm hư tóc và tổn thương da đầu. Với vẻ đẹp của Rose hiện tại, dù bất cứ kiểu tóc nào, fan tin rằng cô nàng vẫn dễ dàng cân được. Chỉ với kiểu tóc thôi đủ để thấy rằng YG đầu tư hình tượng cho Blackpink đến thế nào. Song nếu phải liên tục tẩy và nhuộm nhiều lần như vậy, Blink vẫn hy vọng các cô gái sẽ tiết chế lại hơn, chuyển sang một màu tóc dễ thực hiện hơn. Hợp tác với BTS nhưng hãng đồ ăn nhanh lại lấy ảnh nhầm nhóm nhạc khác để in poster. Vừa qua, phần thực đơn đồ ăn BTS của McDonald's đã có mặt tại Việt Nam. Cũng như những lần chốt đơn album và Good siêu nhanh trước đây, V-Army đã nhanh chóng giúp hãng bán sạch 1.000 suất chỉ trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi tạm dừng sự phấn khích, Army đã phát hiện có điều gì đó sai sai. Poster mà hãng dùng để quảng bá phần ăn BTS lại không phải là ảnh của BTS. Đã vậy, không có trái ngang nhất, chỉ có trái ngang hơn. Army nhận ra hãng đồ ăn nhanh này đã lấy nhầm ảnh của EXO. Nếu gõ vào các công cụ tìm kiếm từ khóa EXO in Dubai, chúng ta sẽ dễ dàng thấy poster này chính là ảnh của EXO. Ngay sau khi phát hiện ra pha nhầm lẫn này, Ami đã liên hệ với hãng đồ ăn nhanh để yêu cầu xin lỗi và giải thích. Admin của hãng đã đưa ra phản hồi thông qua phần bình luận dưới bài đăng của hãng trên fanpage chính thức vào ngày 27 tháng 5. Theo đó, admin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn, đặc biệt là V-Army vì đã có trải nghiệm không tốt. Ad cũng cho biết đang kiểm tra lại tình huống trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và sẽ tháo gỡ ngay lập tức nếu thực sự có sự nhầm lẫn và đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không xảy ra bất kỳ trường hợp nào tương tự. Tuy nhiên, Army muốn hãng đăng bài xin lỗi đàng hoàng thay vì xin lỗi qua comment. Bởi sự nhầm lẫn đáng tiếc này vừa cho thấy sự tắc trách trong khâu kiểm duyệt của hãng, vừa phần nào cho thấy sự thiếu tôn trọng với BTS, đối tác của hãng và với các khách hàng là Army, vừa vô tình gây ảnh hưởng đến EXO. Và vào tối ngày 28 tháng 5, hãng đã chính thức lên bài xin lỗi, đồng thời cho biết đã lập tức thu hồi những poster sai thông tin. BTS khởi động chuỗi chương trình hòa nhạc mùa hè Good Morning America năm 2021. Mới đây, BTS đã chính thức xác nhận là nghệ sĩ đầu tiên tham gia chuỗi concert mùa hè 2021 của chương trình Good Morning America. Được biết, Good Morning America Summer Concert là buổi hòa nhạc được tổ chức hàng năm bởi chương trình truyền hình cùng tên của kênh ABC và nhóm nhạc nam nhà Big Hit vinh dự là ngôi sao mở màn.
Vào ngày 28 tháng 5, BTS đã lên sân khấu ảo tại Good Morning America để chia sẻ màn trình diễn của hai ca khúc đình đám Butter và Dynamite. Được biết, đã 2 năm kể từ lần cuối cùng BTS xuất hiện trên Good Morning America Summer Concert. Vào tháng 5 năm 2019, nhóm đã tham dự sự kiện này tại Manhattan, New York. Họ đã biểu diễn hai ca khúc hit của mình là Boy With Love và Fire và vẫn là nghệ sĩ mở màn. Có thể nói, bất chấp dịch bệnh trên toàn cầu, tên tuổi của BTS trong năm 2021 này ngày càng tỏa sáng hơn với bản hit mới mang tên Butter. Với giai điệu lôi cuốn cùng với vũ đạo hoàn hảo, Butter vẫn đang tạo nên cơn sốt âm nhạc. Ngay sau khi ra mắt, MV cho ca khúc này đã đạt hơn 100 triệu view trong chưa đầy 24 giờ, phá kỷ lục trước đó cũng do nhóm nhạc nam nhà Big Hit nắm giữ. Hy vọng trong thời gian tới, Butter sẽ tiếp tục thăng tiến hơn nữa trên Billboard Hot 100. NCT Dream giành chiến thắng với số điểm cao vút tại Music Bank. Tập ngày 28 tháng 5 của Music Bank có Hot Shot của NCT Dream và Dandan Dance của Omega là những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí đầu tiên. Và NCT Dream đã giành chiến thắng thứ 7 cho Hot Shot với 9.083 điểm. Hot Shot là một bản hip hop afrobeat với giai điệu độc đáo và sự rung cảm mạnh mẽ của phần điệp khúc, tạo nên nét đặc trưng quyến rũ giống như câu thần chú. Lời bài hát chính là sự tuyên bố đầy tự tin của NCT Dream khi thể hiện sức hút như nước sốt nóng bỏng của họ, mạnh mẽ đến mức bạn không thể thoát ra khỏi một khi đã nếm thử. Bài hát này cũng là sản phẩm cho album cùng tên đình đám vừa ra mắt của NCT Dream. Các nhà tạo hit nổi tiếng đã tham gia vào quá trình hoàn thiện album này. Ca khúc đứng vị trí thứ hai là Dandan Dance của Omega với 4.764 điểm, mang phong cách nu disco thuộc dòng nhạc dance pop đặc trưng của Omega. Ca khúc đã thể hiện được nét tươi sáng, đầy cảm xúc cho người xem cảm giác sảng khoái và tươi mới. Ngay từ khi mới ra mắt, sản phẩm cũng nhanh chóng thăng hạng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc, đánh dấu sự trở lại đầy hoành tráng của Omega. Taeyeon nhảy cùng đàn MS3 ra mắt sau tận 13 năm. Vào chiều ngày 28 tháng 5, fan bất ngờ trước clip tương tác cực kỳ đáng yêu của tiền bối và hậu bối cùng nhà SM là Taeyeon của SNSD và S3. Cụ thể, Taeyeon đã cùng với các đàn em của S3 cùng nhau thực hiện vũ đạo quảng bá cho Next Level. Xem xong video này, người hâm mộ đều hết sức ngạc nhiên bởi dù có đang nhảy cùng hậu bối sau khi ra mắt tận 13 năm nhưng về khả năng nhảy nhót cũng như ngoại hình của Taeyeon đều không chênh lệch gì so với đàn em. Netizen hoang mang không biết ai là chị, ai là em, khen ngợi visual không tuổi của trưởng nhóm SNSD. Taeyeon cũng không quên nhắc nhở mọi người rằng hãy yêu thương S3 thật nhiều nhé. Trước đó vào ngày 17 tháng 5, S3 đã ra mắt bài hát mới là Next Level. Taeyeon cũng quảng bá cho đợt comeback của đàn em thông qua phần Story Instagram. S3 là nhóm nữ được ra mắt sau SNSD và Red Velvet. Có thể thấy, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ nhà SM vẫn cực kỳ thân thiết dù có khoảng cách thế hệ lớn. Từ ngay những ngày đầu ra mắt, Taeyeon đã thể hiện tình cảm của mình dành cho đàn em khá nhiều thông qua mạng xã hội. Cô nàng cũng từng quảng bá bài hát debut Black Mamba của nhóm đàn em. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Knews 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.